anh shipper phát hiện người yêu mình là Sugar Baby và cái kết. Nếu mà em đã không trân trọng những cái thứ đó thì anh đòi lại là điều hiển nhiên mà. Nè, nè, canh. Cái bộ đồ em đang mặc và cái đôi giày đó cũng là của anh nữa mà. Nè, anh bị điên hả? Anh tính bắt tôi lột đồ giữa đường và anh mới vừa lòng cái gì? Tuy anh nghèo nhưng anh cũng là người biết điều mà. Anh chỉ lấy lại đôi giày thôi. Được. Trả lại cho anh đó. Sau đó, đi anh. Cô gái bước lên xe ông già đại gia và họ rời đi.